Chính chủ cần bán nhà xe mới 4 tầng tại tổ 16 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây là một ngôi nhà được xây mới hoàn toàn, xây 4 tầng, xây độc lập. Đấy, với thiết kế là bao gồm 4 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, 3 phòng vệ sinh, một phòng thờ và một sân phơi. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 700 triệu đồng. Ngôi nhà thì có diện tích ở trên sổ đỏ là xấp xỉ 37 mét vuông. Có hướng chính là hướng Tây Nam. Đây mọi người có thể nhìn thấy luôn. Đấy. Cái vị trí đường ngõ ở trước nhà rất là rộng. Đây mọi người có thể là nhìn thấy luôn. Ngõ trước nhà rộng là ô tô là có thể đỗ ở cửa. Và cách cái đường chính ở bên ngoài kia, đường hai ô tô chạy nhau là khoảng tầm 6 mét, 7 mét. Đấy, ngôi nhà thì đã được chúng tôi hoàn thiện xong hết rồi. Mọi người chỉ việc chuyển đồ về và ở thôi. Toàn bộ giấy tờ sổ đỏ, giấy phép xây dựng và những giấy tờ liên quan là đều đã có đầy đủ hết. Đấy, sau đây tôi mời mọi người tham quan ở phía bên trong của ngôi nhà. Hiện tại là tôi đang đứng ở phía bên trong tầng 1 đây. Như mọi người có thể nhìn thấy là tầng 1 là được phân chia rất là rõ ràng. Ở phía bên ngoài đây là phòng khách, được ngăn cách với phía bên ngoài đường là bởi lớp cửa kính và cửa sắt hộp ở phía bên ngoài. Phòng khách rất là rộng. Đó, đây là phòng khách. Gạch lát nền là sử dụng là gạch granite loại 1. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao và đèn led này cũng đã được chúng tôi hoàn thiện xong hết. Và ở phía bên trong của tầng 1 đây, đây là cái khu vực nhà bếp. Đấy thì đối với cái căn nhà này ấy, thì chúng ta sẽ có thêm ngoài cái khu vực nhà bếp này thì chúng ta sẽ có thêm một cái khu vực sân phơi giếng trời ở phía đằng sau đây. Đấy, ở đây chúng tôi đã lắp sẵn những cái vòi để chúng ta là có thể là rửa rau hay là các thứ ở ngoài đây. Đấy, rất là thoáng. Đây, nhìn từ phía đằng sau ra đây, ngôi nhà diện tích rất là hợp lý, thiết kế rất là thoáng, rất là có chiều sâu. Đây là khu vực bếp, toàn bộ hệ thống tủ bếp là sử dụng là bằng gỗ công nghiệp. Mặt bếp là được lát bằng đá granite màu đen. Chậu rửa và vòi rửa là sử dụng là hàng inox 304, hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Ở phía dưới tầng 1 chúng ta thì sẽ có thêm một khu nhà vệ sinh đây. Nhà vệ sinh này sẽ có sẵn là bồn cầu này, lavabo và cái hệ thống máy bơm nước để bơm nước cho toàn bộ ngôi nhà. Gạch ốp lát trong nhà vệ sinh là sử dụng là gạch ốp lát là 3060. Cửa nhà vệ sinh là sử dụng là bằng cửa nhôm hệ. Mọi người có thể là nhìn kỹ lại toàn bộ cái không gian của tầng 1 để chúng ta là có thể hình dung nó dễ hơn. Đó. Chia ra làm hai phòng rất là rõ ràng, phòng bếp và phòng khách. Sau đây là tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 2. Thiết kế của tầng 2 thì sẽ được chia là bao gồm là hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Toàn bộ hệ thống sàn ở tầng 2 là sử dụng là sàn bằng gỗ công nghiệp. Đây, đây là phòng ngủ ở phía bên ngoài. Có cửa sổ mở ra phía bên ngoài để ánh sáng và không khí. Toàn bộ cái hệ thống ống chờ và dây điện chờ để lắp điều hòa là chúng tôi đã thiết kế sẵn rồi. Đấy, mọi người là có nhu cầu lắp điều hòa thì chỉ việc lắp thôi. Hệ thống trần thạch cao đèn led. Cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ thịt. Đây, mọi người có thể là nhìn qua toàn bộ đây. Hệ thống sàn gỗ này và đây là toàn bộ diện tích của cái phòng ngủ phía bên ngoài. Phòng thiết kế rất là vuông vắn, diện tích tương đối hợp lý. Chúng ta là có thể là kê giường ngủ này, tủ quần áo, bàn làm việc hoặc bàn trang điểm. Và đây là nhà vệ sinh của khu vực tầng 2. Đó, thiết kế của nhà vệ sinh tầng 2 là chúng tôi là lắp đặt sen cây hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Đã đầy đủ hết toàn bộ hệ thống bồn cầu, lavabo, gương chiếu sáng, phụ kiện, gạch ốp lát các thứ này đều đã hoàn thiện hết rồi. Đấy, cửa nhà vệ sinh thì vẫn sử dụng là bằng cửa nhôm kính. Tiếp theo đây tôi mời mọi người tham quan phòng ngủ thứ hai. Đấy, phòng ngủ bên trong này thì cũng có diện tích tương đương với phòng ngủ ở phía bên ngoài thôi. Diện tích nó khoảng tầm 11 đến 12 mét vuông. Đấy.
Chúng tôi là đã hoàn thiện hết toàn bộ cái hệ thống trần thạch cao, cái hệ thống sàn gỗ, hệ thống điện, hệ thống cửa thông phòng. Mỗi phòng ngủ của chúng ta là sẽ có một cái cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Chúng tôi cũng đã thiết kế hết toàn bộ những cái hệ thống ống chờ điều hòa đây để rất là hợp lý cho mọi người khi mà chúng ta chuyển về và chúng ta lắp đặt. Sau đây là tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 3. Thiết kế của tầng 3 và tầng 2 là sẽ tương tự như nhau. Chúng ta sẽ có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đấy, và tầng 3 là chúng tôi là sẽ sử dụng gạch để lát nền chứ không sử dụng sàn gỗ nữa. Đây mọi người có thể là nhìn qua đây. Đấy. Cái diện tích phòng thì tương đối là như nhau, đã hoàn thiện hết. Tất cả các phòng là đều là có trần thạch cao đèn led hết. Vào phòng rất là sáng, rất là sang trọng. Đây là phòng ngủ phía bên ngoài đây. Và đây là nhà vệ sinh. Gạch ốp nhà vệ sinh là sử dụng là gam màu nâu đất, rất là sạch. Vào phòng vệ sinh cảm giác nó rất là sang. Đấy. Tiếp theo đây là tôi mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 4. Thiết kế của tầng 4 là sẽ bao gồm là một phòng thờ, một khu vực để máy giặt và sân phơi. Đây là cái khu vực giếng trời. Đây giếng trời được thiết kế là thẳng với lại ô cầu thang. Đấy, đảm bảo cho ngôi nhà là luôn luôn là lúc nào cũng đầy đủ ánh sáng. Đấy, cảm giác vào ngôi nhà nó rất là thoáng. Đấy, ô cầu thang rất là rộng mọi người ạ. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang là chúng tôi là sử dụng bằng gỗ thịt. Hệ thống mặt bậc và cầu bậc cầu thang là ốp bằng đá granite hàng loại 1. Đây là cái khu vực mà chúng ta sẽ để máy giặt và giặt giũ quần áo ở đây. Đấy, toàn bộ cái hệ thống vòi nước chờ này, hệ thống dây điện và hệ thống thoát nước là chúng tôi đã thiết kế hết. Chúng ta chỉ cần lắp đặt thôi là dùng được. Đây là khu vực phòng thờ. Đấy, phòng thờ là thiết kế tương tự như là phòng ngủ ở dưới tầng 2 với lại tầng 3. Có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Có cửa thông phòng sử dụng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Sử dụng gạch ốp nát hàng A1, hàng granite. Rất là thoáng. Đấy, buổi trưa tôi quay không bật điện nhưng mà rất là thoáng. Còn đây là khu vực sân phơi ở phía sau. Đấy, sân phơi đồ. Toàn bộ cái hệ thống sân phơi là chúng tôi là đã quây chuồng cọp và lợp mái tôn hết. Đấy, đảm bảo 100% cái tính an toàn trong ngôi nhà. Cái sân phơi rất là rộng, rất là thoáng. Mọi người có thể thấy là ở phía khu vực xung quanh là khu vực đông dân cư, có nhà cao tầng và rất là nhiều các công trình đang là xây dựng. Đấy. Dân cư ở rất là đông, đầy đủ tất cả các tiện ích, điện, đường, trường, trạm. Cách công viên Đô Nghĩa là 2 km, cách bến xe Nghĩa là 3,5 km. Bán kính của trường cấp 1, trường mầm non, trường cấp 2 là bán kính xung quanh ngôi nhà là khoảng tầm 1,5 km đổ lại. Đấy. Tôi xin nhắc lại một chút là cái ngôi nhà xây độc lập, xây mới hoàn toàn 4 tầng với thiết kế là 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi. Có diện tích ở trên sổ đỏ là 36,3 m². Đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 700 triệu. Đấy, mọi người có nhu cầu mua nhà thì là có thể liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ những cái chi phí sang tên sổ đỏ. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 80% tổng giá trị ngôi nhà với những cái lãi suất ưu đãi nhất cho những khách hàng có nhu cầu. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có nhiều thông tin bổ ích thì là có thể là chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Nhớ like video và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều nhà và các bất động sản cần bán khác của bên công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của chúng tôi.